Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên, ngày 11 tháng 8 năm 2022. Mẹ ơi, tâm hồn con đầy sao xuyến mỗi khi chiều rơi. Tim con rung động vì sự cô đơn, con nát tan vì sự lạnh lùng và cô liêu. Mẹ ơi, tâm hồn con đầy xa đắm, muôn lớp tội giăng kín tâm hồn. Xin mẹ thương, thương con nhiều. Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên, ngày 11 tháng 8 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa, dâng hiến cuộc đời của mình phục vụ giáo hội trong đời sống tu trì. Cầu nguyện cho các linh mục trong những lúc già nua, ốm đau, bệnh tật, những lúc về hưu, cảm thấy rất là buồn, cô đơn. Xin Chúa nâng đỡ an ủi các ngài. Những linh mục chuyển sứ có khi gặp những khó khăn, thử thách, và ngay cả các giám mục làm lệnh thuyên chuyển những bài sai có khi cũng rất khó khăn vì gặp những chống đối. Xin Chúa chúc lành cho tất cả và cho mọi người được nhận ra ý Chúa trong những biến cố mà nhiều khi không như ý mình mong muốn. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 12 câu 1 đến câu 12. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel: có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đày, và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng. Ngươi sẽ đi đày, rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác trước mắt chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn. Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng. Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đày. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối. Ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì ta đã biến ngươi nên điểm báo cho nhà Israel. Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi. Giữa ban ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đày, và chiều đến tôi lấy tay khoét tường. Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai trước mặt họ. Sáng hôm sau, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: hỡi con người, chẳng phải nhà Israel nòi phản loạn đã nói với ngươi: ông làm gì thế sao? Ngươi hãy nói với chúng: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Sấm ngôn ấy nhằm nói về ông hoàng ở Jerusalem và toàn thể nhà Israel ở trong thành. Ngươi hãy nói: tôi là điểm báo cho các ông. Tôi đã làm thế nào thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đày. Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi. Họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua.
ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. Cha ông ta đã từng thử thách, phản lại Chúa Chí Tôn, lệnh người đã ban truyền, họ chẳng tuân chẳng giữ, họ xa lìa, phản bội, chẳng khác gì cha ông, luôn trao chớ, thất thường, như canh cung sai chạy. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. Họ lập đàn thờ quay mà trêu giận Chúa Trời, lại tôn sùng ngẫu tiếng khiến Chúa phải ghen tương. Nghe thấy thế, người nổi cơn thịnh nộ, quyết tình ruồng rẫy Israel. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. Hòm bia thanh tượng trưng uy quyền vinh quang Chúa, người cũng đề tay thủ chiêm đoạt mạng đi, qua bất bình với dân được chọn làm gia sản, người phó mặc họ cho lưỡi gươm hung tàn. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. Hallelujah, hallelujah. Xin tòa anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tơ Chúa, thanh trí người xin dạy bề tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 18 câu 21 đến chương 19 câu 1. Matthew 18 21 đến 19 câu 1. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ. Đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã thả hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi anh chị em đọc lời Chúa, có thấy đường lối sư phạm của Thiên Chúa, có thấy Chúa là một nhà sư phạm rất là mẫu mực. Khi Chúa muốn dạy cái gì, khi Chúa muốn nói cái gì, khi muốn truyền một cái sứ điệp gì trong tin mừng, trong tân ước, chúng ta thấy Ngài thường đưa ra một dụ ngôn, một câu chuyện ngoài đời có thể có thật mà thường là xảy ra như thế, rồi từ câu chuyện ấy rút ra một cái kết luận mình dễ hiểu hơn. Còn nói lý thuyết, rồi nói chuyện thần học, triết học cao siêu quá, trừu tượng quá, chẳng ai hiểu gì cả. Chúa là như vậy, trong khi những người đi rao giảng lời Chúa thì lại không được như vậy. Mình lại nói những chuyện dễ hiểu một cách khó hiểu, nói những chuyện cụ thể một cách quá trừu tượng, vòng vo và viễn vông và lòng vòng, cuối cùng không hiểu là muốn nói gì đấy. Vậy thì Chúa muốn nói cái gì? Và bài tin mừng này thì sứ điệp nào để rút ra đây, bài học nào để được rút ra đây? Rồi ta thấy trong Cựu Ước cũng vậy. Khi Chúa muốn làm cái công việc gì đó, muốn cho người dân cảnh cáo, cảnh báo hay nhắc nhở gì đó, thì người được sai đi là ngôn sứ làm những hành động cụ thể mà kỳ quái, để người ta thắc mắc, vậy là cái gì, làm cái chuyện gì đây? Từ đó họ mới biết được là à, thì ra Chúa muốn nói cái này, Chúa muốn nói cái nọ, cái kia. Cả hai cách trong Cựu Ước, Tân Ước đều biểu lộ lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa chỉ muốn cứu chứ không muốn diệt, không muốn giết. Lòng thương xót của Chúa chỉ muốn chữa lành chứ không muốn làm cho người ta bị hư đi, hư mất. Trong khi con người mình lại cũng cứ thường làm ngược lại. Chết cho chết luôn, lùi thôi gì hết, phải không? Cho nó chừa, cho nó đáng tội. Ôi trời đâu mà lọ cho nó thứ đó mà ăn thua gì nữa. Làm vậy là đáng rồi. Ai chứ thằng đó, ai chứ ông trả đó, vân vân và vân vân. Thế chị em thấy, mình nghe lời Chúa, anh chị em có để ý coi là cái đường lối sư phạm, đường lối giáo dục của Chúa hay biết chừng nào? Mà nếu chúng ta, những người làm cha làm mẹ, những người làm linh mục tu sĩ giáo lý viên, mà học được cái cách đó của Chúa đó, thì chắc là những người giáo dân, những học sinh, những học viên, các em giáo lý, họ nghe những bài giáo lý, nghe những bài giảng, họ thấy thú vị, thích thú lắm. Chứ không phải ngáp ngắn, ngáp dài, chả hiểu nói cái gì, nói thì nói luôn đi, vòng vò mãi, chả hiểu gì, ngáp tới, ngáp lui. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa tìm mọi cách để cứu. Nói cái kiểu này nó không hiểu thì nói kiểu kia không thì nói kiểu nọ, để cho nó thức tỉnh. Mục đích là cho nó thức tỉnh, cho nó nhận biết Chúa, nhận biết lòng thương xót của Chúa để nó được cứu. Thế thôi. Chẳng có gì cho Chúa cả. Đơn giản nếu chúng ta là người lãnh đạo, là những người mà đứng đầu, nói rồi không nghe, phạt hết, lệnh rõ ràng, thông báo rồi, không phải lôi thôi. Thôi ông nói lại cho nó lần nữa đi, nó không hiểu cái này thì ông nói cho nó cái khác, một lần thôi, nói tới nói lùi, có phải không? Chúa công nhận lòng thương xót, cứ kiên nhẫn, nói cái này nó không hiểu thì nói cái kia, nói kia nó thì nói kiểu nọ, cứ dụ ngôn này, cứ câu chuyện nọ. Và người được Chúa sai đi, hôm nay thưa anh chị em, Ezekiel phải làm một công việc mà nó kỳ. Giữa ban ngày đem hành lý đi ra ngoài, hành lý của kẻ lưu đày, chứ không phải hành lý đi du lịch.
đi hành hương, không phải đi lưu đày, là cái bị gì đó, mấy bộ quần áo giống như là gõ cửa bảo đi học tập gì đó, đi tập trung gì đó, hay là phải đi chát tù đến gọi anh đi tù thì lo mà chuẩn bị đồ đi tù, chứ còn lo mà đó mà đem son với phấn vô nhà tù, đúng không? Lo mà cơm nắm muối mè, lo mà đi tù ấy. Đây đi lưu đày, đang tự do đi lưu đày. Cái thằng cha này chiều đến tôi lấy tay khoét tường, cái ông này mắt mát quá đi. Lấy tay khoét tường, cửa không đi, cổng không đi, khoét tường mà chui. Rồi đi lúc trời tối, rồi đi lại vác hành lý lên vai trước mặt họ cho họ thấy. Chúa nói, hỡi con người, chẳng phải nhà Israel là nòi phản loạn hay sao? Nòi phản loạn ấy, thấy Ezekiel làm như vậy, nó sẽ hỏi, ông làm gì thế? Thì hãy nói với nó là Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này. Sấm ngôn ấy là nhằm nói về ông hoàng ở Jerusalem và toàn thể nhà Israel trong thành. Người hãy nói, tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã làm thế nào thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đày. Cái ông hoàng mà đang ngồi ở ngay đó sẽ vác hành lý đi đầy lúc trời tối và ra đi. Họ không cho đi ở cổng chính mà họ khoét cho một cái lỗ trên tường để ông chui qua. Thì chỉ có ai chui qua mấy cái lỗ như thế? Con vật thôi, con chó thôi. Người sao phải chui như thế? Rồi ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở. Rõ như thế rồi đấy. Mà cái dân đấy có tốt lành gì đâu. Ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn. Tao nói đây là gà nòi, ngon lắm. Còn đây chẳng thấy ngon gì cả, mà cái nòi là nòi phản loạn. Ai mà thấy mà nó làm cái gì hay là giỏi hay bảo đây là con nhà nòi đó nha. Này nó múa võ, công nhận võ nghệ cao cường. Con nhà nòi đó nha. Này nó vẽ, nó hát hay quá. Con nhà nòi đó, từ đời ông cố ông tổ gì đó là dân nghệ thuật đó, là dân ca nhạc đâu giờ như vậy đó, con nhà nòi hết đó. Này quay video khá thật cái này, trời ơi, gà nòi đó, mấy đời quay rồi đó, quay đám ma đám cưới suốt rồi đó, ví dụ như thế. Thế thì nòi gì không nòi mà lại nòi phản loạn là tiêu rồi. Chị em nghĩ vậy thì tôi và anh chị em mỗi người trước mặt Chúa thành thật mà hỏi Chúa, lạy Chúa, vậy thì con là nòi gì? Con là nòi gì? Nếu mà được Chúa bảo nòi lòng thương xót. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Nòi lòng thương xót, nhớ nha. Chúng ta là nòi lòng thương xót. Cho nên phải bước đi trong thương xót. Vì mình là nòi lòng thương xót thì bước đi trong thương xót. Lập đi lập lại như vậy. Nói lòng thương xót, nói cũng nói về lòng thương xót. Làm cái gì cũng có một mục đích là lòng thương xót. Cho nên mấy người nói với tôi, cha mở mạng đi bìa coi các cha đã bành hay lắm, nhiều người còi lắm. Tôi bảo tôi đủ có giờ đâu, nhưng mà cái gì mà về lòng thương xót tôi mở ngay. Cái gì mà không có lòng thương xót, dù có hay mấy hay, thích mấy thích, tôi cũng thấy nó cũng dựng dưng như là bánh chưng ngày Tết ấy. Dựng dưng lắm. Hồi xưa tôi thích lắm ấy, hồi thời đệ tử rồi chuyên môn đá, dù đá toàn là đá trúng chân người ta không. Mà tôi cũng sợ. Sợ cái gì biết không? Mình là con người, bình thường thì nói chuyện đạo đức tốt lắm. Có hai cái lúc mà người ta diễn tả con người thật của người ta, lúc ăn và lúc chơi. Cho nên hồi đó trai bề trên của tôi, lúc mà đi thi thử tuyển,
làm bài cũng làm bài, ông không bận tâm cho lắm. Bằng lúc mà chơi, ông bắt tất cả phải ra ngoài chơi, không chơi được cũng ra chơi. Bà con không biết đáp anh cứ ra, không biết đánh võ cứ ra, trò bắt bắt chơi đúng giờ, ngồi đứng quan sát từ xa, rồi tới giờ ăn cho đói vụ ăn, đói vụ ăn. Thì lúc mình đói mình có kiểm soát được không? Không. Hấu thằng nào hấu ăn, thằng nào tham ăn, thằng nào ích kỷ nó lòi ra liền. Không biết nhường nhau mới lòi ra liền. Rồi nhất là lúc chơi. Ngồi nói chuyện nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như bài tin mừng này thì dễ lắm. Đúng không? Mà lúc ra sân rồi đó. Đây là đội A, đây là đội B, đây là giáo phận A, giáo phận B. Bên này cha 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 long cha long, bên kia cha cường cha cường, bên đây Sài Gòn Sài Gòn, bên Hà Nội Hà Nội, máu không? Máu lên rồi, máu lên rồi là quên luôn, không còn nhớ mình là linh mục tu sĩ gì nữa, mà chỉ biết là thắng thua thôi. Khó lắm, rất khó. Và chơi xấu có không? Nắm quần kéo có không? Có luôn. Mình tính bản tính tự nhiên con người mà. Lúc không bình thường thì không sao. Một lúc ra sân thì cả một cái bầu khí nó gõ trống, chừng cha long gọi tên mình như vậy mà mình không đá vô à? Ông không đá vô, đứa nào tới hít 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 đá bang 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 bang, chạy lấy chạy để phải không? Rồi lỡ có chửi thầy không? Mà nó thu âm được thì sao? Chết luôn đấy chứ, không phải chơi đâu. Thế không ạ? Tại vì cái phản ứng tự nhiên thôi. Chẳng thực sự thì nó chẳng phải là cái gì tội lỗi cả, nhưng mà nó là cái gì mà nó là bản năng của con người, không có control, không kiểm soát, không kiềm chế được. Rồi giáo dân Giêsu hôm nay con thấy cha đá hăng quá, con thấy cha nắm áo cha kia cha kéo, con thấy cha huých mạnh gớm, mình cũng biết nói sao vậy. Có khi loạn quạng con đứng chửi trọng tài có không? Bị oan thì sao đây? Mình không đụng vào chơi banh mà nó bảo là tay mình đụng vào banh, có cãi không? Cãi chứ. Cãi nó cho thẻ vàng tức không? Tức chứ. Có sự nhổ nước miếng không? Có khi chứ. Khó lắm. Khó lắm. Thế chưa? Tôi nhớ hồi tôi giúp lễ, cha là tôi níu không quân, là đại tá trong trại không quân đi ra sứ đánh cờ, đánh cờ tướng, mà ngài có xe jeep mà sẵn sàng chở đi ăn. Nhưng mà với điều kiện là phải để cho ngài thắng. Ngài mà thua đánh cờ dựa chơi thôi mà thua cái đó đứng dậy đầu bàn, mày tụi mày ăn gian rồi, ông đi về không ăn uống gì nữa, lên xe về luôn. Về sau biết ý, tôi cũng nói mấy cha trẻ, cha nhường đi. Nhưng mà phải nhường, phải biết cách nhường. Nhường quá bảo mày coi thường tao phải không? Dễ như thế mà mày không biết đường mày đi, mày coi thường tao cũng không được. Nhưng phải sao mà phải khó, gần thắng xong lại thua, gần thắng xong lại thua, giống như đang là căng lắm. Nhưng mà đã bánh vậy thôi. Bây giờ tôi nói với anh chị em là bây giờ mình cứ nhường nhau, rồi ra ngoài đó thôi, mày đá đi, còn ra gì nữa không? Hết hứng thú rồi, phải không? Hết hứng thú rồi. Đội này cứ nhường thôi, thằng ông bắt gôn thì ông cứ đứng ở kinh mà ra để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà, thì bà muốn đá, ông muốn đá sao đá, dân nó còn thích nữa không? Hết hứng rồi, chẳng có hứng thú gì nữa. Cho nên là nó máu lửa lắm, không sợ hiệp hành, không hiệp hành nổi chứ. Ra sân rồi còn hiệp với hành, mà lúc đó chỉ có bạo hành thôi, phải không? Điên lên, hả? Bạo và hành thôi, thượng càng chân hạ càng tay thôi. Khó. Cho nên là tôi phải bái phục các ngài. Tôi thua, tôi không làm được. Vì tôi là máu ăn thua lắm. Cho nên các ngài mà đá được, mà đến cuối giải mà cầm cờ gì đó thắng, gì đó giải vô địch, thì tôi tâm phục khẩu phục. Tôi không làm được. Tôi ra là tôi chửi, tôi ra là tôi nắm cẳng chân, cẳng tay. Mà chẳng may mà dân chúng ra nó thấy mặc cái quần Giêsu, bây giờ con mới thấy được cái chân của cha thì xấu hổ lắm, chân trắng quá, Chúa tôi kỳ lắm, ngại lắm. Lúc đi lên mặc áo lễ lên, mình làm lễ mà thấy cứ nhìn xuống dưới, bảo sao cái chân cha nãy đó banh nó bị có đau không? Chết rồi, ngại lắm. Mà thấy cho quát mắng to lắm ở ngoài ông trọng tài phải không? Nói sao đây? Cho nên thưa anh chị em,
Trở lại vấn đề, mình thấy rằng là con người của mình nòi là nòi phản loạn. Giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là nòi phản loạn. Mình rao giảng lòng thương xót Chúa, họ vẫn không nghe. Chúa thực hiện những điều kỳ diệu, bao nhiêu điều kỳ diệu để thấy quyền năng lòng thương xót Chúa qua việc chữa lành, họ vẫn không thấy. Nghe mà không nghe, nhìn mà không thấy, có mắt để nhìn mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe. Chúng là một nòi phản loạn vì lòng dạ chai cứng. Chúa thấy chuyện đó mà lòng thương xót của Ngài, mày là cái nòi phản loạn thì sao? Thử hỏi anh chị em, đây là nòi phản loạn thì để làm gì? Phát, giết, diệt, dẹp. Phát, giết, diệt, dẹp. Cái nòi phản loạn mà. Có phải là nòi lòng thương xót đâu mà để làm cái gì? Nhưng mà Chúa vẫn cố gắng bắt ông Ê-dê-ken đi làm cái chuyện rởm, chuyện ngược đời, chuyện mà người ta bảo mắt mát đi điên khùng khùng, mà vẫn cứ phải đi làm như vậy. Vì lòng thương xót, vì muốn cứu dân, cho nên là những con người được Chúa sai đi đôi khi trở thành dở dở ương ương trước mặt người đời. Giờ này người ta lo ăn chơi, lo hưởng thụ, mình thì suốt ngày cứ lòng thương xót, rồi thực hành lòng thương xót, rồi đủ mọi thứ hết. Thế không ạ? Rồi chuẩn bị là đến Trung Thu rồi. Người ta Trung Thu thì người ta lo chơi. Mình thì Trung Thu lo làm bánh, đi phát cho những giáo xứ nghèo, những nơi cần, các em thiếu nhi của những vùng sâu vùng xa. Rồi suốt ngày cầu nguyện lòng thương xót lúc người ta đi chơi, thực hành lòng thương xót lúc người ta hưởng thụ, mới làm ngược lại hết. Phải chấp nhận làm ngược lại để cho người ta thắc mắc, ủa mày nó bị sao vậy? 40 ngày trong cơn đại dịch, nhóm thiện nguyện Tín Thác cứ lao mình đi tiếp tế lương thực thuốc men cho bà con bị cách ly. Mấy này nó bị sao vậy? Ông cha này sao vậy? Cứ suốt ngày lòng thương xót làm sao vậy? Rã họng như vậy mà còn chưa thua mà. Vì họ có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe. Đấy thưa anh chị em, Chúa lòng thương xót của chúng ta vẫn luôn luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Ngày hôm nay qua biến cố là đại dịch Covid ấy, để cho con người thấy được cái giới hạn của con người, để cho con người thấy được rằng là sống nay chết mai, để cho con người không còn kiêu ngạo cho rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của Covid mà, và cho tới bây giờ cũng chưa hoàn toàn diệt được Covid mà, ấy thế mà lại quay trở lại đường xưa lối cũ, ăn chơi tội lỗi trác táng, thậm chí còn đem quân đi đánh nước khác nữa chứ. Cứ lo đi xâm lăng nước khác, đánh rồi chiến tranh, đe dọa chiến tranh hạt nhân, rồi tiêu diệt lẫn nhau cả thế giới này nữa. Chúa nhắc nhở biết bao nhiêu rồi như vậy. Cái nòi phản loạn là như vậy đó. Chúa cho hưởng biết bao nhiêu là ân phúc của Ngài mà không nhận ra. Và cuối cùng nòi phản loạn đấy luôn giữ trong mình sự thù hận, sự ghen tức, sự đố kỵ và không tha thứ. Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Mình thấy mình bị xúc phạm, rồi người ta đến xin lỗi mình không tha thứ, vì mình thấy rằng mình bị xúc phạm mà. Nhưng mà có bao giờ ta nghĩ ngược lại là tôi đã xúc phạm đến Chúa biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu lần tôi đến tòa giải tội,
Chúa vẫn tha thứ cho tôi. Biết bao nhiêu lần tôi rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng, Chúa vẫn ngự vào trong linh hồn tôi. Nghĩ đi. Biết bao nhiêu lần tôi khẩn nài, xin thương xót chúng con và toàn thế giới, Chúa lại ra tay cứu vớt, nếu không thì giờ này còn ai sống sót trong cơn đại dịch nữa hay không? Và nhất là trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình, với vợ chồng với nhau, mà không hết lòng tha thứ cho nhau, cứ chấp nhất nhau, cứ chấp tội nhau, cứ đổ lỗi cho nhau, bao giờ thì mới tha thứ cho nhau? Mà nếu mình không tha thứ cho nhau trong đời sống gia đình, đời sống vợ chồng, thì cha trên trời cũng sẽ xử với ta y như thế, nếu vợ chồng không hết lòng tha thứ cho nhau. Nếu bề trên bề dưới, nếu anh em linh mục tu sĩ không hết lòng tha thứ cho nhau, nếu anh chị em giáo dân không hết lòng tha thứ cho nhau. Mình là người đã nhận biết lòng thương xót Chúa. Mình là người đã nhận được ơn lòng thương xót Chúa. Chúa đã cho mình có tai để nghe về lòng thương xót Chúa. Chúa đã cho mình có miệng để mở ra cầu nguyện, chia sẻ về lòng thương xót Chúa. Chúa cho mình có một trái tim mở ra để đón nhận lòng thương xót Chúa. Thì tại sao ta không chịu tha thứ cho nhau? Ta tham gia vào cộng đoàn lòng thương xót Chúa, ta đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ta chia sẻ lòng thương xót Chúa đủ hết tất cả. Vậy thì trong cộng đoàn với nhau, anh chị em xích mích, nhất là trong đời sống gia đình, vợ chồng, cơm không lành, canh không ngọt, mình có chịu tha thứ cho nhau hay không? Hay là luôn luôn là với điều kiện? Thử hỏi mình đi xưng tội, Chúa tha cho mình vô điều kiện hay là có điều kiện? Bao nhiêu lần mình kêu cầu lòng thương xót Chúa, Chúa tha cho mình có điều kiện nào không? Tại sao cứ đòi thứ cha, con sẵn sàng tha. Nhưng mà với điều kiện là anh ấy phải biết điều cơ. Luôn luôn là như thế. Với điều kiện là anh phải tôn trọng con cơ. Với điều kiện anh phải thay đổi, anh đừng có sống gia trưởng nữa cơ. Sao? Bây giờ chịu nói chuyện với vợ con chưa? Con chỉ nói chuyện với vợ con với điều kiện là nó phải xin lỗi con. Với điều kiện là nó phải vâng phục con. Chồng nói sao vợ phải nghe như thế. Vậy là anh nói sai hay sao? Bắt vợ anh nghe à? Giờ này mà còn chồng chúa vợ tôi à? Với điều kiện là vợ con nó phải phục tùng con cơ. Luôn luôn chúng ta bắt tha thứ có điều kiện. Mà điều kiện là người khác thay đổi chứ tôi không thay đổi. Nên nhớ rằng là ta không bao giờ thay đổi được người khác. Rồi cái môi trường, cái hoàn cảnh ta cũng không thể thay đổi được. Ta chỉ có thay đổi chính bản thân mình. Ồ, trời, con thấy bây giờ sao, vợ anh, vợ chồng sao rồi, cái này đỡ chưa? Con thấy lạ trời, vợ con kia nó hiền hơn rồi. Vợ con kia này nó không có nói lại cái chuyện cũ nữa. Nó không có lôi cái tội cũ của con ra hay là lỗi ra, nó dây dứt rồi nó nói nữa. Rồi anh thấy sao? Thì nó không nói tội con đâu nói tội nó nữa. Anh chị em thấy không? Nó không có nói lỗi con nữa, con nói lỗi nó làm gì? Hồi xưa là vì nó cứ nói, cứ gặp nói chuyện là nó tội con thế này, lỗi con thế nọ, anh thế này, anh thế kia. Thế mình con mới tức, con cũng mới nói lại nó. Còn bây giờ con nói nó chả nói gì cả. Nó bảo em xin lỗi anh. Ủa? Còn trước con nói nó bảo tôi mà có lỗi à? Anh có lỗi gấp mấy ấy. Còn bây giờ con cứ nói nó cái, nó lại em xin lỗi anh nhé. Con cứng họng. Thấy chưa? Tôi gặp người vợ, sao chị thấy thế nào? Cha nói đúng với cha. Cha nói đúng. Từ ngày con không có chấp tội anh ấy nữa, không nhắc lại lỗi anh ấy nữa, anh cũng chẳng nói lỗi con nữa cha. Lạ thật ý. Kỳ thật ý. Hồi xưa cứ hai vợ chồng ngồi là anh có nhớ không? Anh có nhớ không? Em cũng có nhớ không? Em có nhớ không? Hai đứa cứ vậy. Còn bây giờ thì em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ lúc quen nhau ta thế này ta thế nọ thế kia. Ồ, nhắc lại những kỷ niệm xưa đẹp. Còn ngày xưa là mỗi lần em còn nhớ hay mày đã quên,
Chúa của chúng ta, Chúa lòng thương xót, đang chờ đợi mỗi người đón nhận lòng thương xót của Chúa, rồi xót thương nhau, tha thứ cho nhau, để được Chúa xót thương, Chúa thứ tha. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặng lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Qua cơn mưa nhiều gian dối, mẹ là sao dẫn đường, đưa con đến quê trời nơi hiền hàn đầy an vui trong yêu thương đầy tin yêu đời đời. Mẹ ơi, tâm hồn con đầy sao xuyến. Con run run sợ, lòng đầy hoang mang, trong bao xót xa, lòng đầy buồn phiền và âu lo. Mẹ ơi, bao ngày qua là con sống trong ao tù, tội lỗi vô vàn. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 11 tháng 8, Thánh nữ Clara. Áo mẹ một màu ngát xanh, như mây trời che cơn nắng hạ. Áo mẹ một màu ngát xanh, cho đời con thêm hy vọng sống. Rộng thênh thang cho đoàn con qua cơn giá lạnh. Áo mẹ như dòng sông xanh, đưa đoàn con xuôi bên về nguồn. Dưới áo mẹ, đoàn con dâng lời ca tụng. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 11 tháng 8, Thánh nữ Clara. Thánh Clara sinh năm 1193 tại Assisi, miền Umbria, là con gái của hiệp sĩ Favaron và phu nhân Ottolana, thuộc dòng họ danh giá Ofreduccio. Người ta nói, thánh nữ sinh ra với nụ cười trên môi và không bao giờ thấy Ngài khóc. Ngài dành nước mắt để tưới chân Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nghe biết
một thanh niên giàu có đã trở nên người nghèo thành Assisi. Người thiếu nữ danh giá cảm kích trước mẫu gương của thánh nhân. Trong khi gia đình nhắm chuyện cưới gả cho nàng, thì nàng chỉ nhắm đến cuộc sống sám hối khiêm hạ. Năm 1208, Francisco trở lại và trở thành người điên có lời nói rực lửa và những việc làm siêu nhân. Người điên có lời nói rực lửa và những việc làm siêu nhân. Sau khi nghe bài giảng của Thánh Francisco, Clara đã đi tới một quyết định. Vào ngày lễ lá 18 tháng 3 năm 1212, khi ấy Clara 18 tuổi, thánh nữ ăn mặc sang trọng tới nhà thờ chính tòa dự lễ. Theo thói quen, các bà tiến lên nhận lá từ tay Đức Giám Mục. Hôm ấy Clara quá xúc động, khiến chính Đức Giám Mục phải rời ghế đưa lá đến cho ngài. Chiều về, cùng với một người em họ là Philip, thánh nữ Clara trốn khỏi nhà, theo lối cửa hậu, rồi theo ánh đuốc tới gặp Thánh Francisco tại Saint Marie de Agnes. Ngôi nhà thờ bé nhỏ thánh nhân vừa sửa chữa lại. Câu chuyện thật cảm động. Một cô gái 18 tuổi sang trọng đã bỏ tất cả những gì quen thuộc và an toàn để đi theo đấng vô hình. Còn Francisco 30 tuổi, không có lấy một đồng xu dính túi và đã nhận lấy trách nhiệm cả về tinh thần lẫn vật chất đối với cô. Giữa đêm xuân trong rừng cây, dưới ánh đuốc của đoàn anh em, Clara buông xõa mái tóc huyền trên bàn thờ cho Francisco cắt bỏ. Hành động hoàn toàn ngoại lệ và không với một chút quyền hạn theo giáo luật, Francisco đã lãnh bản ly dị của Clara đối với thế gian, đội cho thanh nữ một chiếc lúp và mặc một cái áo vải thô để đánh dấu việc Clara trút bỏ trần gian và tận hiến cho Đức Kitô. Rồi gửi thanh nữ vào một nữ tu viện Benedicto gần đó. Tại đây, em gái của thanh nữ Clara là Agnes cũng đến theo chị. Sau nhà dòng các bà Biển Đức là một căn nhà cũ gần nhà thờ Saint Damien, cạnh cổng thành Assis. Đây là nơi khai sinh dòng các nữ tu nghèo hay nữ tu Clara, cũng còn gọi là dòng hai phan sinh. Một thiếu nữ giàu có sang trọng, hàng ngày ăn ngon mặc đẹp, nay từ bỏ tất cả, cả mái tóc xinh xắn của mình để chọn sống khó nghèo, ăn mặc thô sơ hèn mọn, biến cô ấy làm nổ lớn cả thành phố Assisi, cả thành phố rung động. Thế gian kết án Clara, mọi người bàn tán xôn xao, kẻ thì khen ngợi lòng hy sinh quả cảm, người lại khinh chê cho rằng ngu si dại dột, ngốc nghếch. Nhất là cha mẹ của Clara không thể nào chấp nhận được. Hai ông bà chạy tới tu viện, hết lời la mắng đến dọa nạt đến ngầm đè, rồi lôi Clara về. Nhưng thanh nữ một tay nắm chặt vào bàn, một tay lật khăn trùm đầu ra để cho ông bà thấy đầu mình đã cạo hết tóc. Dấu chỉ là thánh nữ đã quyết tâm theo Chúa và đã thuộc trọn về Chúa. Thế là cha mẹ của Clara đành phải chịu thua trước tấm lòng can đảm cương quyết theo Chúa của ngài. Ông Monado, cậu của thánh nữ, đến nhà dòng bắt thánh nữ về.
Nhưng Clara ôm cứng chân bàn thờ, quyết chọn Chúa mà thôi. Francisco dẫn thánh nữ tới một nữ tu viện Benedicto khác, cùng với em của cô là Agnes. Sau cùng, Francisco thiết lập cho Clara một tu viện tại San Damiano. Nơi đây, bà Octolanta, mẹ của thánh nữ Clara, cũng xin nhập dòng với con của mình. Sau một thời gian, cộng đoàn độc lập như những người hành khất đầu tiên. Francisco viết cho cộng đoàn một bản luật sống vắn gọn, đòi kỷ luật gắt gao và chay tịnh khắc khổ. Từ đó, thánh nữ được yên thân lo hãm mình, ăn chay cầu nguyện. Clara còn đi xa hơn cả ước muốn của thánh Francisco. Chẳng bao lâu, danh tiếng thánh thiện của ngài lan rộng khắp nơi. Nhiều thiếu nữ đạo đức đến xin làm môn đệ Clara, nhờ ngài hướng dẫn tu luyện. Agnes là em gái của Clara, cũng cậy nhờ ngài chỉ bảo đảng nhân đức. Ngài đã viết thư kêu gọi Agnes nhìn ngắm gương khó nghèo, đức khiêm hạ và bác ái của Đức Kitô. Hãy nhìn tấm gương ấy, tức là sự khó nghèo của đấng được đặt trong máng cỏ và quấn trong khăn. Ôi, người khiêm nhường lạ lùng, nghèo khó kỳ diệu dường bao. Vua các thiên thần, Chúa cả trời đất mà lại nằm trong máng cỏ. Rồi ở giữa tấm gương, hãy nhìn sự khiêm nhường, hãy ít ra sự nghèo khó và lam lũ vô ngần mà người đã chịu mà cứu chuộc loài người. Còn ở cuối tấm gương, hãy nhìn lòng bác ái khôn tả, khiến người muốn chết trên thập giá mà muốn chết cách nhuốc khổ hơn hết. Tấm gương ấy đặt trên thánh giá kêu gọi mọi người qua lại hãy nhìn ngắm các nhân đức kia. Hỡi người khách qua đường, hãy trông xem có đớn đau nào như các đớn đau hành hạ thân tôi. Năm 1215, Francisco đặt Clara làm tu viện trưởng và có lẽ đã trao cho ngài một bản luật dòng thánh Benedicto, mà một mục chương nói rằng sự đơn sơ và nhiệt tình của chị em khiến cộng đoàn tăng số rất nhanh. Vào những năm cuối đời thánh Francisco, mọi liên hệ với San Damiano bị gián đoạn. Câu chuyện hay về bữa ăn tối với Clara không được chính xác lắm. Vì những cơn đau, Francisco đã được Clara cho trú ngụ trong một mái chòi bằng lá cây ở cổng tu viện Damiano, nơi Francisco trước tác bài ca mặt trời. Ngài ban phép lành cuối cùng cho Clara, rồi về Poggiuncola và qua đời tại đó. Ngài cũng xin anh em đưa xác về Assisi qua ngã San Damiano. Ngày 5 tháng 10 năm 1226, tại San Damiano, thánh nữ Clara chào từ biệt lần cuối thi hài thánh Francisco. Ngài cùng các chị em có dịp chiêm ngưỡng các vết thương ở tay và chân của thánh Francisco nằm dấu đạch. Clara thực hiện đúng lý tưởng của người nghèo thành Assisi. Đức Innocente thứ ba đã đích thân ban phép cho Clara được giữ đức khó nghèo tuyệt đối. Nhưng Đức Gregorio thứ chín, khi là hồng y Ugolino, đã muốn cải sửa luật cho phép nhà dòng có đất đai nhà cửa. Clara cưỡng lại và thưa với Đức Gregorio: "Thưa Đức cha, xin tha tội cho chúng con, nhưng đừng tha cho chúng con khỏi theo lời Chúa." Và năm 1228, dòng đã được hưởng đặc ân như sở nguyện. Năm 1247, một lần nữa Đức Innocent thứ tư kiểm soát lại luật thánh Francisco.
muốn sống đời khó nghèo tuyệt đối. Luật này được Đức Innocent chấp thuận vội vã 2 ngày trước khi thánh nữ qua đời. Năm 1893, người ta tìm thấy sắc chỉ nguyên thủy trong mộ thánh nữ. Đức Hồng Y Reinaldo, tức là Đức Giáo Hoàng Alessandro sau này, đã đến trao mình Chúa và khuyên nhủ Thánh Clara. Thánh nữ trả lời: từ khi nếm thử chân đắng và cuộc khổ nạn của Chúa, con không còn gì làm mình cảm thấy đau đớn nữa. Không còn gì làm con thấy đau đớn nữa từ khi con nếm thử chân đắng và cuộc khổ nạn của Chúa. Sau khi chúc lành cho các nữ tu đến thăm, Clara nói với mình: hãy an tâm, người đã theo đúng đường. Cứ tin tưởng, vì Chúa tạo thành đã thánh hiến và không ngừng gìn giữ ngươi. Hãy yêu người đã yêu ngươi với tình mẹ thương con. Ôi lạy Chúa, xin chúc tụng Chúa vì đã dựng nên con. Trong 42 năm tu dòng ở San Damiano, trong đó 29 năm bệnh tật đau đớn, 29 năm bệnh tật đau đớn, Thánh nữ Clara đã thực hiện trọn vẹn ơn gọi theo lý tưởng của Thánh Francisco, quy thành một công thức sống. Thánh nữ còn được ghi nhớ bởi trận đứng cuộc tàn phá năm 1241 của vua Federico thứ hai. Thánh nữ qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1253, sau 42 năm sống khó nghèo, khắc khổ nhiệm nhặt vì lòng kính mến Chúa. Và chỉ 2 năm sau, tức là năm 1255, Đức Giáo Hoàng Alexandre thứ tư đã phong Clara lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ không một đệ tử nào của Thánh Francisco đã sống sự khó nghèo phúc âm một cách triệt để và nhiệt thành như Thánh Clara. Trong khoảng thời gian từ năm 1247 đến năm 1252, Thánh nữ Clara đã vạch ra một bản luật rất nghiêm nhặt cho đặc ân không có đặc ân. Đặc ân là không có đặc ân, nghĩa là khó nghèo tuyệt đối. Thưa anh chị em, đặc ân ai cũng muốn, ai cũng mong có được đặc ân này, đặc ân nọ, đặc ân kia. Thế mà Clara lại xin một cái đặc ân là xin cho được đặc ân là không có đặc ân nào hết. Thánh là như thế đấy. Còn chúng ta ai cũng muốn cho mình một cái ơn riêng này, cho mình một cái đặc ân này, đặc ân nọ, đặc ân kia, vì chỗ quen biết, vì chỗ thân tình, vì chỗ có mối quan hệ với người này, người nọ, đấng này, bậc nọ, vị kia, vị vọng. Luôn luôn là cha cho con được làm lễ đám cưới đồng thế, đây là đặc ân. Lễ an táng, đây là đặc ân. Mới xin hết đặc ân này, đặc ân kia, làm cho các cha khó xử, khó trả lời vô cùng. Nhiều khi anh đóng góp, anh là ân nhân, anh là mạnh thường quân, anh là người tài trợ, thì tốt nhất đừng bao giờ xin một cái gì đặc ân hay là một cái ngoại lệ gì, để cho các xa, các cha hay là các đấng bậc, các bề trên dễ xử. Vì chả lẽ nó giúp mình thế này, chả lẽ nó ủng hộ mình thế kia, nó hy sinh biết bao nhiêu mà giờ nó xin mỗi cái này, mỗi cái nọ mà không cho. Cho nên tôi cố gắng tập sống là không bao giờ xin đặc ân gì hết với ai. Ai sao tôi vậy? Ai sao mình vậy đi? Nhớ có lần đi du học bên Philippines, xếp hàng. Thì bên Philippines đa số là người Công giáo, cho nên họ rất là nể các cha. Có khi cha lái xe, cảnh sát chặn lại vì vi phạm, đưa giấy tờ xe, kèm giấy tờ xe là cái thẻ linh mục.
cảnh sát thấy thẻ linh mục. I'm sorry father, tôi xin lỗi linh mục, mời linh mục đi. Không được. Cho nên lúc mà xếp hàng vậy, nó cứ ra thấy, mình đeo cổ cồn cái, father, go ahead, mời cha đi trước, mời cha đi trước. Tôi nói thôi, tôi cũng như mọi người khác, tôi xếp hàng như mọi người đi. Nếu ưu tiên thì đặc ân là cho cái người phụ nữ đang mang thai này, cái người già này, cho họ đặc ân đó, cho họ đi trước đi. Chứ còn linh mục tu sĩ chúng tôi còn khỏe mà, xếp hàng như mọi người đâu có sao. Ôi, nhưng mà father, cha thì phải lên trước bỏ không. Tôi không làm như thế. Thưa anh chị em, mình dễ bị cám dỗ là luôn mong chờ đặc ân vì chỗ quen biết, đúng không? Vì mình là nhà tài trợ, vì mình là ân nhân, vì mình có mối quan hệ mật thiết. Ôi đừng có lo, để tôi nói rằng tiếng là xong hết. Đặc ân, đặc ân, đặc ân. Mà chính như vậy làm những người có trách nhiệm, những người lãnh đạo, những người trên rất khó xử. Không cho thì bảo là tệ bạc, mà cho thì là thiên vị quá, là bất công quá, đúng không? Cho nên chú mới nói là làm cái gì đừng cho tay trái biết tay phải, làm là làm xong rồi quên đi. Làm việc nghĩa xong quên đi thì mới là việc nghĩa. Làm việc nghĩa, làm việc thiện mà cứ đòi người ta phải nhớ mình, còn gì là thiện, còn gì là nghĩa. Cứ đòi đặc ân thì đến đâu mà phúc đức gì nữa đâu. Một điểm thứ hai nữa, Clara là một phụ nữ nhiệm nhặt, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Đó cũng là mẫu gương can đảm. Người ta kể lại rằng Thánh nữ Clara đã hai lần đứng ra xua đuổi người Saracis lúc họ tìm cách đột nhập vào nhà dòng ở Saint Damien. Phụ nữ ấy nhiệm nhặt đó, nhưng mà mạnh mẽ, dịu dàng ấy, nhưng mà lại can đảm. Thưa anh chị em, không nhu nhược, không cứng nhắc, nghiêm nhặt với chính mình, nghiêm khắc với mình, nhưng lại phải dễ dàng với người khác. Thường người ta lại ngược lại, dễ dãi với mình mà nghiêm ngặt, nghiêm khắc với người khác. Ta cho mình có quyền, có chức, muốn làm gì làm, dễ dãi với mình, nhưng mà lại tỏ uy quyền trên người khác, bắt phải này, bắt phải nọ, phải kim, rất là nghiêm nhặt. Ngược rồi, chật đường rồi, ngược lại, phải nghiêm ngặt với mình, giữ kỷ luật, giờ này đọc kinh, giờ này dừng lễ, giờ này dọn bài giảng, nhà cửa ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Trật tự với chính mình, dù không ai vào nhưng mà phòng mình phải giữ cho ngăn nắp trật tự. Không chấp nhận bê bối, không chấp nhận là lôi thôi lếch thếch. Khó nghèo không phải là dơ giấy, khó nghèo không phải là lôi thôi, khó nghèo cũng không phải là bẩn thỉu, là mất trật tự, không có. Khó nghèo là đơn sơ, là sạch sẽ, là gọn gàng, là ngăn nắp, là trật tự. Đó là khó nghèo. Cho nên các anh em đến làm việc với chúng tôi luôn nhắc anh em trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Mình nhỏ, mình bé, mình nghèo, nhưng không có nghĩa là mình có quyền lôi thôi, lếch thếch, nhơ nhấp, không có. Cũng vậy, mình nghèo nhưng mà vẫn giữ được cái phong cách của mình chứ. Nếu phải nghèo rồi mình nhếch nhác được. Và đừng có nghĩ rằng mình là người giàu, mình ỷ mình có tiền, ỷ có quyền, có danh, có chức, rồi mình bắt người khác phải làm như mình, nghiêm khắc với người khác. Mình có quyền, có thế, có chức. Không. Hãy dễ dàng với họ đi. Dễ với người, người sẽ dễ với ta. Còn nghiêm khắc với người, người cũng nghiêm khắc với ta thôi. Có đúng không? Hồi đó anh bắt nạt tôi, giờ thì anh biết. Hồi đó anh bắt tôi phải làm này, giờ thì tôi có quyền bắt anh phải làm lại cái đó, thế thôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được tâm lòng như Clara, dám can đảm dứt bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa. Can đảm lắm chứ, mạnh mẽ lắm chứ, đâu phải là ủy mị, đâu phải yếu đuối, đâu phải nhút nhát. Cái gì cần phải mạnh, phải mạnh, mạnh dạn loan truyền, can đảm làm chứng cho lòng Chúa thương xót, nhưng lúc nào cũng có trái tim mềm chạy lòng thương xót như anh em của mình. Amen.
con dâng lời ca tụng, dâng câu kinh bằng Chúa in mân côi tự tin. Dưới áo mẹ đàn con hân hoan sống vui bằng câu kinh mùa vui mùa sáng mùa thương. Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 11 tháng 8 2022. Chuyện xưa tích cũ. Lễ Vu Lan kể sự tích cây xương rồng. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dư, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối. Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 11 tháng 8 2022. Chuyện xưa tích cũ. Lễ Vu Lan kể sự tích cây xương rồng. Thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay kể cho chúng con nghe về lễ Vu Lan rồi sự tích cây xương rồng. Chúng con biết là ở Tây Phương có ngày của mẹ gọi là Mother's Day, được quy ước là ngày Chủ nhật tuần thứ hai trong tháng 5. Và ngày của cha Father's Day được ấn định vào Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6. Những ngày để nhớ đến cha, nhớ đến mẹ. Ở Việt Nam bây giờ thì cũng bắt đầu cử hành tổ chức những ngày lễ Father's Day, Mother's Day. Nhưng mà ở Việt Nam, chúng con biết còn có một ngày lễ gọi là lễ Vu Lan, được ấn định vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, tức là rằm tháng 7. Hôm nay, năm nay, rằm tháng 7 trùng với ngày thứ 6, 12 tháng 8 là ngày mai. Cho nên mình sống trong một đất nước, dù mình là Công giáo, dù là Phật giáo hay là bất cứ tôn giáo nào, thì mình cũng cần biết văn hóa của đất nước mình, rồi mình tôn trọng niềm tin của các tôn giáo khác. Mỗi tôn giáo có một niềm tin, và tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, đều là con người, cho nên chúng ta yêu thương nhau và tôn trọng niềm tin của nhau. Vì tôn giáo nào cũng giúp con người sống tốt, ăn ngay ở lành. Rồi niềm tin của mỗi tôn giáo có điểm khác biệt. Lát nữa ta sẽ nói cho chúng con biết mình nhìn ngày lễ Vu Lan trong niềm tin Công giáo như thế nào. Chúc chúng con ngày mai lễ Vu Lan thật là vui bên cha mẹ của mình và những người thân yêu. Lễ Vu Lan, ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên. Đại Hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ,
ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Vu Lan trở thành ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhớ mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà làm việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn. Ngày nay, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, mà còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về cội nguồn dân tộc, về với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Lễ Vu Lan của Phật giáo đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt, ta vẫn gọi là đạo ông bà. Là cuộc lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ Vu Lan, hay còn được gọi là lễ báo hiếu, là một trong những ngày đại lễ chính của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông. Lễ này xuất phát từ sự tích về ông Mahamột Đặc Già La, còn được gọi là Bồ Tát Mục Kiền Liên, một trong hai đại đệ tử xuất chúng của Phật Thích Ca, với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình khỏi kiếp ngạ quỷ. Chuyện kể rằng, thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có gia đình bà Thanh Đề rất giàu sang phú quý. Mặc dù có đời sống của bậc trưởng giả, nhưng bà Thanh Đề lại là người có bản tính tham lam ích kỷ, thiếu lòng thương xót đối với tha nhân. Bà có một người con tên là Mahamột Đặc Già La, còn gọi là Mục Kiền Liên. Ông xuất gia tu hành theo Đức Phật và đắc thành A-la-hán. Ông được xem là đệ tử thần thông bậc nhất trong các đệ tử của Đức Phật. Sau khi đắc đạo, ông nghĩ đến mẹ và rất thương nhớ bà, cho nên đã dùng phép thần thông và thiên lý nhãn để nhìn vào khắp cõi để xem coi người mẹ của mình đã mất rồi, bây giờ ra sao, bây giờ đang ở chốn nào, tình trạng như thế nào. Ông ngồi tưởng nhớ đến mẹ của mình. Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lâm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Ông soi lên cõi trời, soi ở cõi người, đều không thấy bóng dáng của mẹ mình đâu cả. Đến khi soi xuống cõi ngạ quỷ, ông thấy mẹ mình bị đọa làm ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Bụng ỏng đít meo, cổ teo lại như cây kim, vô cùng đói khát. Thấy mẹ tiều tụy và khổ cực tột cùng,
Mục Kiền Liên rất thương cảm. Ông đi khất thực, xin được một bát cơm đầy và dùng phép thần thông để xuống cõi ngạ quỷ dâng bát cơm lên cho mẹ. Vì vẫn còn bản tính tham lam và ích kỷ, cho nên khi thấy Mục Kiền Liên xuống dâng cho mình bát cơm, bà rất mừng, nhưng lại sợ những ngạ quỷ chung quanh nhìn thấy giành mất phần cơm của mình, cho nên lấy tay che bát cơm lại. Lấy tay che bát cơm lại, sợ đám quỷ nó dịch mất cơm của mình. Nhưng mà không ngờ khi bà lấy tay che bát cơm lại, không muốn chia sẻ cho ai, thì bát cơm lập tức biến thành than hồng, không thể ăn nổi. Nhìn thấy cảnh khổ của mẹ, Mục Kiền Liên rất đau xót. Mặc dù ông đã vận dụng hết các phép thần thông biến hóa rồi, nhưng mẹ ông vẫn không thể ăn cơm được, vì cứ cầm bát cơm mà không chia sẻ cho người khác, lấy tay che lại thì bát cơm cháy rực lên như than hồng, không thể ăn được. Khi ấy biết đó là ác nghiệp của mẹ mình, ông trở về xin Phật Thích Ca chỉ cho cách để cứu mẹ. Phật Thích Ca dạy ông Mục Kiền Liên rằng trong 3 tháng an cư kiết hạ, các chư tăng thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tinh tấn tu hành trong hòa hợp thanh tịnh, nên công đức tu tập rất lớn. Vì thế, chờ đến tháng 7 âm lịch là thời gian kết khóa an cư, dâng vật phẩm cúng dường lên chư tăng 10 phương và thành khẩn cầu xin thì mới có thể cứu rỗi vong nhân khỏi địa ngục tăm tối. Vâng theo lời Phật dạy, Mục Kiền Liên tổ chức cúng dường cho thập phương chư tăng. Sau khi chư tăng thọ thực và chú nguyện phần phước báu, thì lập tức bà Thanh Đề chuyển được ác tâm, thoát kiếp ngạ quỷ và được về cõi trời. Với lòng thành tâm, không những Mục Kiền Liên cứu được mẹ của mình, mà còn giải thoát được tất cả vong hồn bị giam cầm ở âm cung. Chính vì lẽ đó, rằm tháng 7 mang ý nghĩa của mùa hiếu hạnh. Ngày lễ Vu Lan của Phật giáo có ý nghĩa nhắc nhở con người phải nhớ ơn và báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, để tăng công đức cho cha mẹ, giúp cha mẹ thoát khỏi những khổ cực và sau khi mất đi có thể vãng sanh vào thế giới an lành. Điều này cũng phù hợp với nét văn hóa của người Việt luôn đề cao thờ cha kính mẹ mới là đạo con. Uống nước nhớ nguồn. Chính vì vậy, trải qua hàng ngàn năm, lễ Vu Lan không chỉ được các tín đồ Phật giáo coi trọng, mà còn dần trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Lễ Vu Lan trùng hợp với ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân theo phong tục Á Đông. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân, nên có lễ cúng cô hồn cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế. Đây cũng là ngày mọi tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội thoát sanh. Vì thế, ngoài mâm cúng ông bà tổ tiên trong nhà, thì vào lễ Vu Lan, mọi người còn cúng thêm một mâm ở ngoài trời gọi là cúng chúng sinh, cúng cô hồn, dành cho những cô hồn ma đói, không nơi nương tựa. Đối với Phật giáo, trong dịp lễ Vu Lan, Phật tử thường cầu siêu cho người đã khuất, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ,
hóa giải nghiệp chướng. Ngoài ra, trong dịp lễ Vu Lan, khi đến chùa, các Phật tử sẽ được cài lên áo một bông hoa hồng. Cài lên áo một bông hoa hồng, màu đỏ tượng trưng cho người còn mẹ, mẹ vẫn còn sống, và màu trắng cho ai đã mất mẹ. Với những ai may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo thì được nhắc nhở là hãy cố gắng hết lòng vâng lời hiếu kính lễ phép với cha mẹ. Còn người cài hoa trắng sẽ thấy như một nhắc nhở là không bao giờ quên ơn cha mẹ, đồng thời giữ nề nếp gia phong anh em hòa thuận. Ngày nay, Đại lễ Vu Lan được hiểu với ý nghĩa rộng hơn, kêu gọi ý thức xã hội về tinh thần đền ơn đáp nghĩa, khuyến khích con người biết tri ân. Trong thời đại ngày nay, tinh thần đạo hiếu cần được đề cao, biểu dương mạnh mẽ hơn để truyền thống đó luôn được bồi đắp, ngày càng trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc hôm nay và mãi mãi về sau. Nào bây giờ tất cả chúng con cùng nhau hát bài Uống Nước Nhớ Nguồn. Ở đây ai trong chúng con còn được cài bông hồng trên áo giống cha giơ tay. Xin chúc mừng chúng con. Và cũng mừng cha nữa vì vẫn còn mẹ. Bà 90 à? 90 hơn. Bà bảo tao sống đến trăm. Ngày mai lễ Vu Lan sẽ về thăm mẹ với các bạn thiện nguyện, về anh ấy về thăm bà. Bà bảo cho chúng nó về, tao đãi cho nó ăn một bữa. Nó đi làm vất vả với mày, mày không có lo gì cho chúng nó, bắt nó làm suốt, cho nó về, tao đãi cho bữa. Bảo mẹ lấy tiền đâu mà đãi. Bảo tao ngồi đây thì có mấy người đến thăm, họ cho đồng này đồng kia, tao đâu có ăn uống gì, tao cứ dành dụm rồi đãi cho chúng nó bữa, tội nghiệp chúng nó phục vụ vất vả, lòng thương xót Chúa. Cho nên bà cũng làm ngược đời, như tôi cũng bắt chước mẹ tôi hay làm ngược đời. Lễ Vu Lan mình về nấu cho mẹ ăn nhé. Đây lễ Vu Lan mày về tao nấu cho chúng mày ăn. Còn những bạn nào hôm nay cài hoa trắng đâu giơ tay? Đâu bạn nào? Những bạn mất mẹ thì cài hoa trắng, thì chúng ta nhớ đọc kinh, lần chuỗi và dâng thánh lễ, làm việc hy sinh bác ái cầu cho mẹ nha. Yeah. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nãy có bạn thắc mắc cứ nhìn lên đây bảo cha để hoa hồng này, thì đúng rồi, thiếu hoa hồng trắng
và hoa hồng trắng thì thôi không dám để vì gợi lại nỗi buồn. Nhưng mà bên cạnh hoa hồng cha cứ để cái con biết cây này cây gì không? Cây gì? Cây xương rồng. Cây xương rồng thì ai cũng thấy. Nhưng mà có biết sự tích cây xương rồng là gì không? Biết chưa? Chưa rồi, vậy thì nhân ngày lễ Vu Lan nhắc nhớ về lòng hiếu thảo, cha kể cho chúng con nghe câu chuyện sự tích cây xương rồng. Ngày xưa ở một miền quê nghèo, có gia đình nọ sống rất đầm ấm và yêu thương nhau. Hằng ngày người cha vào rừng đốn củi, người mẹ ở nhà lo cơm nước, còn cô con gái thì lo việc canh cửi dệt lụa. Năm ấy trời nắng hạn, khắp nơi đồng ruộng khô cháy, mặt đất nứt nẻ, xóm làng hoang vu, không còn gì để ăn. Cô con gái cùng cha mẹ đi tha phương cầu thực khắp nơi. Những cơn đói và khát đã vắt kiệt sức lực của người mẹ và bà đã qua đời. Mẹ ơi, con bất hiếu quá, không phụng dưỡng được cho mẹ, không lo được cho mẹ, để mẹ đói khát kiệt sức qua đời. Vậy giờ con cũng không lấy gì để chôn cất mẹ được. Không lẽ để mẹ nằm như thế này, con không đành. Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu. Lúc mẹ sống con đã không phụng dưỡng mẹ, cho nên bây giờ mẹ chết con cũng không làm ma chay được cho mẹ. Con là đứa con bất hiếu, xin mẹ tha tội cho con. Vì muốn có tiền để lo chôn cất mẹ, cô gái đành phải bán mình làm nô lệ cho một gã lái buôn. Vì thấy cô xinh đẹp và khỏe mạnh, lão lái buôn nảy ra ý nghĩ đem cô đến một kinh thành xa lạ, nơi có chợ buôn nô lệ nổi tiếng, chắc hẳn sẽ bán cô được một cái giá cao. Khi biết chuyện, vì không muốn xa con gái, cho nên người cha bèn đến cầu xin gã lái buôn. Ông ơi, xin ông thương cha con tôi, mẹ nó đã qua đời, bây giờ chỉ còn hai cha con gả trống nuôi con thôi. Mà bây giờ ông đưa nó đi, còn một mình tôi thì tôi biết sống làm sao đây. Còn cháu nó đi cũng không biết nó sẽ như thế nào. Thân gái dọc trường, xin ông cho tôi đi theo với. Tôi van ông, tôi còn sức khỏe, tôi có thể có ích cho chuyến đi, tôi có thể giúp được cho ông. Ông chỉ xin ông chỉ cho tôi đi theo con gái của tôi, để cha con tôi sống chết có nhau. Thế ông cụ còn khỏe mạnh, gã lái buôn đồng ý ngay. Được, được rồi, người sẽ lo việc ăn uống cho bọn nô lệ và chăm sóc cho lũ lạc đà. Nhớ làm ăn cẩn thận, chịu khó. Không thì ta bán con gái người làm nô lệ. Cuộc hành trình rất dài, qua bao đường đất gập ghềnh, bao đất nước xa lạ với những tập tục mà họ chưa từng thấy bao giờ. Rồi đoàn lữ hành tiến vào sa mạc. Khí hậu nơi đây thật khắc nghiệt. Ban ngày thì mặt trời rừng rực cháy như muốn thiêu đốt cho mọi vật tan chảy ra. Ban đêm thì cái lạnh khủng khiếp bao trùm như muốn đóng băng tất cả.
không chống chọi nổi với sức mạnh của thiên nhiên. Người cha lâm bệnh nặng. Gã Lê Buôn nhẫn tâm ra lệnh bỏ ông cụ lại. Ây, hãy bỏ lão ấy lại đây. Lão ấy ra vô ích rồi. Ốm đau bệnh tật đem cái của nợ này đi theo chi cho mệt. Hết giá trị sử dụng, bỏ. Cô gái vội quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, miệng không ngớt van xin. Không, không, xin ông đừng bỏ rơi cha tôi. Xin hãy cho ông ấy theo. Xin hãy cứu ông ấy. Ông ấy là cha của tôi. Xin đừng bỏ rơi ông ấy. Ở giữa sa mạc này, tôi van ông. Ông muốn gì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận hết tất cả. Tôi xin ông, tôi van ông đừng bỏ cha tôi lại đây. Đừng bỏ cha tôi lại đây. Tôi van ông. Mặc cho cô gái kêu gào, gã lấy buôn cho người xốc cô lên lưng lạc đà. Đoàn buôn tiếp tục lên đường. Chỉ còn ông cụ kiệt sức nằm sõng xoài trên cát chờ chết. Một ngày trôi qua, đoàn buôn tiếp tục tiến sâu vào trong sa mạc. Bỗng trước mắt họ, một tòa thành cổ dần dần hiện ra sau lớp sương khói mờ ảo. Quái thật! Ta đã qua lại sa mạc này biết bao nhiêu lần rồi. Làm gì có tòa thành này? Lạ thật! Chuyện này là thế nào? Gã Lê Buôn cẩn thận cho đàn dừng lại đằng xa, rồi cử người lại gần xem xét. Bỗng đầu bão cát nổi lên, bụi mụt mịt mù bao phủ khắp nơi cơn bão cát trong sa mạc. Quá bất ngờ, cả đoàn buôn không kịp chạy trốn và bị chôn vùi trong biển cát sa mạc mênh mông. Riêng cô gái lại không hề hấn gì. Cô thấy một thanh niên cao lớn khác thường đang tiến đến. Nàng thật là xinh đẹp. Hãy làm vợ ta và trở thành hoàng hậu của xứ sở sa mạc này. Thật là đẹp. Thưa ngài đáng kính, chắc ngài là một vị thần đầy quyền uy và động lòng thương. Xin giải thoát tôi khỏi bọn buôn nô lệ. Xin hãy cho tôi được đi tìm cha tôi. Tôi không thể bỏ ông ấy trong lúc này. Ông ấy đang nằm trong sa mạc một mình, không biết sống chết thế nào. Xin ông thương tình cho tôi đi tìm cha tôi. Không được. Nàng đã là của ta rồi. Hãy ở bên ta. Ta không đồng ý cho nàng đi đâu nữa. Nàng ở bên ta rồi. Nói xong, gã lắc mình hóa thành một con rắn hổ mang khổng lồ. Rắn giam cô gái vào trong ngục, chờ ngày tấn phong làm hoàng hậu. Mòn mỏi nhớ thương cha, cô gái khóc mãi từ ngày này qua ngày khác. Đến lúc nước mắt cạn khô, cô gục xuống ngất lịm đi. Kỳ lạ thay, những giọt nước mắt của cô len lỏi qua khe cửa nhà ngục, hóa thành một dòng suối nhỏ. Dòng suối lặng lẽ băng qua sa mạc, tìm đến chỗ người cha đang nằm. Nhờ dòng suối ấy mà người cha già dần dần hồi sinh. Nhưng nỗi nhớ thương con dày vò,
ông lão thất thểu đi tìm cô con gái của mình. Ông đi mãi, đi mãi, mất hút trong sa mạc thăm thẳm. Biển cát hoang vu, nắng đốt thiêu niềm đau. Trời tối mây đen, đêm đêm trăng ngủ đâu. À đi giữa sa mạc mênh mông, mưa nước mát một con sông, mơ mái ấm một đêm đông, mơ ánh mắt chờ mong. Lời hát cho anh 20 năm lửa khói, lời hát cho em nước mắt thôi ngừng rơi. Thả hơi đây tiếng sa mạc mênh mông, hay khúc hát người cho nhau trong những nỗi niềm thương đau. Xin hãy đến tìm nhau. Gục ngã vì đói khát, ông chút hơi thở cuối cùng và biến thành một loài cây khẳng khiu. Chân mình chịu đựng những cơn bão cát và sức nắng dữ dội của sa mạc. Do hình thù kỳ lạ của loài cây ấy mà người ta gọi nó là cây xương rồng. Kể từ đó, cây xương rồng cứ mãi đứng im lìm trên bãi cát sa mạc, như bóng dáng của người cha đang khắc khoải chờ đợi đứa con gái yêu thương trở về. Hay không? Thú thật, bé đến giờ cha cũng nhìn thấy cây xương rồng, và nhất là bị gai xương rồng nó đâm vào tay, cho nên gắt cái cây xương rồng lắm, cây cà chớn. Nhưng mà hôm nay nghe chuyện về cây xương rồng, bỗng thương nó, bỗng thương nó. Kể từ đó, cây xương rồng cứ mãi đứng im lìm trên bãi cát sa mạc. Một loài cây khẳng khiu, chân mình chịu đựng những cơn bão cát và sức nóng dữ dội của sa mạc, như bóng dáng của người cha đang khắc khoải chờ đợi đứa con gái yêu thương trở về. Bóng dáng của người cha khắc khoải, chân mình chịu đựng mọi khổ đau, mọi tủi nhục, mọi đắng cay. Cái hình bóng ấy là hình bóng của ai chúng con biết không? Của ai? Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót như cây xương rồng, chân mình chịu đựng nắng mưa bão cát đủ mọi thứ, cứ kiên nhẫn chịu đựng để chờ mong những đứa con hoang đàng trở về. Những đứa con mà nó chưa nhận biết cha của nó, những đứa con mà nó đang sống không biết giờ này ở đâu, nó quay trở về. Cây xương rồng ấy, hình bóng của một Giêsu đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Lòng thương xót là sự kiên nhẫn, là sự đợi chờ. Dù nắng, dù mưa, dù sáng, dù tối, dù ngày, dù đêm, dù gì đi nữa vẫn cứ kiên nhẫn chờ đứa con trở về. Vì Chúa nói ta đến đi tìm con chiên lạc, ta đến để cho nó được sống và sống dồi dào. Ta không muốn giết chết, ta chỉ muốn cứu sống mà thôi. Và ta không muốn bất cứ một người nào được cha ban cho ta, trao cho ta mà phải hư mất. Không muốn bất cứ một con chiên lạc nào phải hư mất. Cho nên chúng con thân mến, trong ngày lễ Vu Lan,
ta nói về chúng ta tôn trọng niềm tin của những tôn giáo khác, nhưng trong cách nhìn, ánh nhìn, đức tin của người Công giáo, của con cái lòng thương xót Chúa, thì không có ai gọi là cô hồn hết, không có ai gọi là không cha không mẹ hết. Ai sinh ra cũng có cha có mẹ. Có điều là một là cha mẹ bỏ rơi đứa con ấy, đứa con ấy trở thành mồ côi. Hai là nó bị thất lạc. Như đứa cô con gái trong câu chuyện này, có nhiều người bị thất lạc cha mẹ rồi bỏ làm mồ côi nhưng mà vẫn có cha có mẹ. Thì những người làm cha làm mẹ ấy chắc chắn vẫn ngày đêm chờ đứa con ấy quay trở về, đi tìm. Có những người đi tìm 20 năm, 30 năm, có những cuộc hội ngộ kỳ lạ, người cha mẹ tìm lại đứa con của mình sau 20 năm, 30 năm lưu lạc, không biết ở đâu. Có khi bị bắt cóc, có khi bị bán sang Trung Quốc, bán sang Campuchia làm gái hay là làm nô lệ, làm đủ mọi thứ. Người cha, người mẹ vẫn mòn mỏi đợi chồng, đứa con trở về. Hình ảnh một Thiên Chúa như cây sương rồng vẫn chờ đứa con trở về. Cho nên không có gọi là cô hồn các đẳng, nghĩa là không có hồn nào, linh hồn nào mà lang thang vất vưởng hết. Khi mình chết qua đời thì linh hồn lìa khỏi xác, đến trước tòa Đức Chúa Trời chịu phán xét. Một là lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, hai là trong luyện ngục để chờ được thanh luyện, được rửa bằng máu và nước từ trái tim Chúa, được rửa sạch, rồi có ngày được hưởng hạnh phúc thiên đàng, hoặc là trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Chúa không để ai phải vất vưởng lang thang hết. Cho nên chúng ta đừng tin rằng cứ có vong nhập, vong nhập, vong nhập, cứ hơi một tí là này có vong theo với vong nhập, tức là có như linh hồn, cô hồn lang thang, không có nha. Nhớ nha. Cho nên nhiều khi cứ bị ám ảnh, người khác nói này có vong theo rồi, mình bị ám ảnh, tưởng tượng lúc nào cũng có vong theo mình, giống như hồn bé chơi đi ra ngoài cánh đồng, hồi đó đồng vắng, tối chạy, chạy, vừa chạy sợ ma mà chạy, mà càng chạy nhanh thì càng thấy ma nó đuổi theo, nó chạy thình thịch sau lưng, mà mình đứng lại cũng thấy nó đứng lại, đi chậm thì nó cũng đi chậm, mà đi nhanh nó cũng đi nhanh. Có ma không? Là ai? Là chính mình thôi. Cái bước chân của mình nó vọng trong đêm, thình thịch sợ lắm. Cứ vậy thôi, cứ tưởng tượng vậy thôi. Ma quỷ nhiều lắm. Rồi vốn con người mình nhát, cho nên người ta cứ hay đem ma với hồn ra để mà hù dọa con người. Điểm nữa là lòng thương xót Chúa không muốn bất cứ một ai bị hư mất. Không muốn bất cứ một ai bị hư mất. Cho nên những linh hồn mà đang ở trong luyện ngục, những người thân yêu của chúng ta qua đời, bây giờ không còn cơ hội để mà lập công đền tội được nữa. Đây là lúc này, bây giờ chúng ta đang sống này là thời gian của lòng thương xót. Mà khi mình qua đời là chấm dứt lòng thương xót rồi, hết cơ hội rồi. Giờ của sự công thẳng là tất cả mình phải đền, phải trả vì suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình khi còn sống. Bây giờ không còn cơ hội nữa thì lòng thương xót Chúa vẫn tạo một cơ hội khác là tín điều các thánh cùng thông công. Những người, những linh hồn đã được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng gọi là giáo hội khải hoàn, giáo hội chiến thắng. Những linh hồn còn đang ở trong luyện ngục gọi là giáo hội thanh luyện, hay gọi là giáo hội đau khổ. Chúng ta đang sống trên trần gian này gọi là giáo hội chiến đấu. Mình chiến đấu với ma quỷ, với gọi là ba thù đó, thế gian, ma quỷ và xác thịt. Mình chiến đấu để đừng phạm tội. Mình làm những việc lành bác ái để bù cho những người đã qua đời, chỉ cho những người đã qua đời. Vì lúc còn sống giống như là mẹ của ông gì đó, mà lúc nãy ta mới kể đó, ông gì cái tên nó dài dài đó, cha nguồn không nhớ nổi nữa mà. Ông Mục Kiền Liên, ông Mục Kiền Liên, còn tên dài quá,
Thôi lấy ông Mục Kiền Liên cho nó dễ nhớ nha. Ông Mục Kiền Liên á, vì mẹ ông ấy lúc còn sống không có lòng thương xót, sống ích kỷ, cho nên bây giờ không có cơ hội đền lại được nữa, thì ông ấy phải làm việc bác ái bù lại, và những người khác làm việc bác ái bù lại. Lúc còn sống mình không có kết hợp với Chúa trong cầu nguyện cho đủ, cho nên bây giờ chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời để bù đắp cho họ, làm việc bác ái cầu nguyện. Lúc còn sống họ ích kỷ, họ không biết hy sinh, chia sẻ, không biết thương xót người khác, thì bây giờ mình làm những công việc hy sinh để cầu cho người đấy, người đã qua đời. Và khi những người đã qua đời nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, máu và nước Ngài rửa sạch tội lỗi, và những việc lành bác ái như lời cầu nguyện, những hy sinh, những thánh lễ chúng ta dâng cầu nguyện cho những người qua đời, họ được lên thiên đàng, thì họ lại cầu nguyện cho chúng ta, các thánh trên thiên đàng cầu nguyện cho những người đang sống ở giáo hội chiến đấu này, trần gian này. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Một niềm tin thật tuyệt vời, một cuộc sống liên đới với nhau lúc sống cũng như lúc chết, để chúng ta thấy rằng là ta không sống cho mình, cũng không sống một mình, mà sống cùng với người khác, sống với người khác. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là chỉ biết xót thương mình mà không biết xót thương ai. Lòng thương xót là đón nhận lòng thương xót từ Chúa, và thấy Chúa thương xót mình bao nhiêu thì mình thương xót anh em mình bấy nhiêu. Nếu mình thương xót anh em mình khi còn sống trên trần gian này, thì lúc mình chết Chúa lại thương xót và đưa mình về hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Và nhất là điều này mới là tuyệt vời. Chúa nói, những ai thực hành loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của ta, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Ta sẽ đến với họ với tư cách của một người cha nhân từ đón đứa con trở về, chứ không phải tư cách của một thẩm phán đến mà xét đoán, mà trừng phạt, mà đe dọa trừng phạt, không có. Cho nên nếu chúng con và tất cả anh chị em mình cùng thực hành lòng thương xót, khẩn cầu lòng thương xót và đi loan truyền lòng thương xót, thì giờ chết của chúng ta là giờ ra đi trong bình an, chắc chắn không có cô hồn đâu, không ai là lang thang vất vưởng đâu. Lòng thương xót của Chúa không để cho ai không nhà không cửa, phải có bến, một là thiên đàng, hai là luyện ngục, và ba là hỏa ngục. Được chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Có đi lượm đồ cô hồn không? Hồi xưa còn bé, cứ cần rằm tháng 7, người ta hay cúng xong người ta tung đồ ăn rồi đi lượm. Hoặc là người ta vừa mới cúng xong là nhào vô chụp, chẳng thấy cô hồn đâu, toàn thấy những hồn sống này đi lượm không, chứ có thấy cô hồn nào được hưởng đâu. Thưa anh chị em và các bạn, và cuối cùng, trước khi kết thúc câu chuyện hôm nay, nhớ là mùa báo hiếu. Giáo lý dưới răn của Chúa, 10 điều răn, thứ tư là thảo kính cha mẹ. Đó là luật truyền của Chúa, luật buộc của Chúa. Ai thảo kính cha mẹ thì đền bù được tội lỗi của mình. Nhớ, thảo kính cha mẹ khi còn sống và cả lúc qua đời. Nhất là khi còn sống, mình không phụng dưỡng, không thảo hiếu cha mẹ, lúc cha mẹ chết thì khóc lóc làm đám tang cho to vào, kèn trống hoa rồi dựng lễ xin lễ cho nhiều vào, ích lợi gì đâu. Nếu mình không thảo hiếu cha mẹ khi còn sống, và khi qua đời thì mình vẫn nhớ dâng lời cầu nguyện, hy sinh, bác ái, thánh lễ, và nhất là chuỗi lòng thương xót để cầu cho cha mẹ của mình. Chúa nói, khi người hấp hối, mình cầu nguyện chuỗi lòng thương xót để họ ra đi bình an. Khi họ ra đi thì mình cầu chuỗi lòng thương xót để xin Chúa xót thương họ, đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và thiếu nhi chúng con lấy cuốn kinh nguyện lòng thương xót, chúng ta mở trang 79, kết thúc chuyện sử tích cũ bằng bài hát Cầu cho cha mẹ 7 của nhạc sĩ Francisco. Con ra đời có mẹ cha,
là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha, dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa sống thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con nặng vào Chúa, lòng tin khắc của mỗi chúng con nguyện dâng cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mẫu mình con cha đầy tấm linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài trên treo thâm hình, đem ta về dòng nước thai sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặng vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặng vào Chúa.